Rồi lại nói đầu tiên Trung uh, Nguyên xin được um, gửi lời chào đến um, cô chú anh chị em mình ha Thì hôm nay vườn uh, mai phát triển cũng khá là tốt ha cô chú anh chị em mình Quay một đoạn cho mọi người xem nè Thì hôm nay Nguyên lại um, tiếp tục uh, chia sẻ một, uh, một cái cây mai tứ quý ghép uh, cái um, siêu bông bình lợi Một cái giống, cái giống mai uh, khỏe và đẹp Thì uh, chủ đề ngày hôm nay thì uh, Nguyên sẽ không nói về vấn đề giống Mà chủ yếu là chia sẻ về cách chăm sóc cây mai uh, Đặc biệt đây là những cái mai mùa mưa thì hồi sáng, hồi tối tới giờ mưa nó gỉ gã quá trời luôn nè mấy người thì cây nó có hiện tượng nó rất là tốt rồi nè ờ, trong đi vô mùa mưa này thì cái mức độ phát triển của cây nó rất là tốt bên cạnh đó thì mình nguyên phun cái um, bỏ chỉ đặc biệt là bộ chỉ mới vừa phun tầm khoảng 2 ngày nay thì uh, bộ chỉ và cái um, nấm nấm bệnh hay mọi người đó để uh, ngăn ngừa cái nấm bệnh thì cây nó đang phát triển khỏe thì uh, uh, nguyên sẽ giới thiệu cái cây mai này cho cô chú chị em mình xem đây nè đó để cái chai này cái chai này là cái chai chia sẻ cô chú với chị em mình luôn nó tê ra sọt nó có nên làm rễ không trong cái giai đoạn này hay không thì có nhiều ý kiến trái chiều thì uh, mình uh, xin nói bên uh, mình làm như sao thì mình chia sẻ với cô chú chị em mình vậy hai cái này mà bốn máy hoành tú quý thì cái đô cao lên tầm cũng khoảng um, 25-30 gì đó mọi người rất là cao nè thấy không đó rồi thì uh, coi cái bộ lá phát triển nè rất là dày và nhiều đó, bóng rồi mọi người thì ở mình mới vừa bên cạnh dưỡng rễ cũng như là tưới thì ở mình mới vừa tưới hữu cơ hữu cơ cộng với cái atonit tại sao vẫn xài atonit mọi người tại vì um, uh, atonit phối nhưng mà cái liều không phải là để mà ngâm giống như là cái thuốc um, ngâm để mà giống như là trồng cái mai phôi mà mình đưa ra cái liều nó thấp để thứ nhất là đưa vô cái phần gốc cho nó làm phát triển rễ thứ hai là nó quạt lên để nó giúp cho cái quá trình mà ăn phân được diễn ra tốt hơn cây nó sung sức nó khỏe hơn và nó phát triển cành lá mạnh hơn he mọi người đó. nhìn cái lá đây nè mọi người thì uh, uh, có nhiều ý kiến anh em cho rằng là khi mà mới ghép ra thì hoặc là gì đó cây nhỏ nhỏ, nhỏ đó có nên tưới phân hay không thì mình nghĩ là vẫn tưới được bình thường mọi người nhưng mà tưới cái liều lõn hoặc là để cho nếu mà các bạn không có rành thì các bạn để cho lá nó già thôi ví dụ như nó mới ra cái cơ lá như thế này đây đó thì nó ra màu xanh được rồi, thì chúng ta cho nó ăn được rồi khi mà ăn lên thì cây nó sẽ phát triển mạnh hơn đối với cái mai không tưới ha. còn các bạn chắc chắn thì các bạn không tưới hoặc là tưới liều loạn thì hả mình humid mình đã tưới cái cái cái, cái, cái thằng humid mà à, cộng với cái thằng atunit um... à, đó mọi người rồi mình sẽ quay cho mọi người xem một cái cây mai rồi hôm nay chống chảy nè Ờ, ra đây quay cho mọi người xem hả ở cái mai mình, mới, mình mới vừa tưới nè Ờ tưới cái phần humic nè cộng với cái thằng uh, mà atonit nó không biết thì hữu cơ nha mọi người anh em có hữu cơ hoặc là dưỡng dễ thì mấy anh em biết tưới tưới bình thường chả có vấn đề gì hết cây nó phát triển rất là khỏe luôn đó thì khi mà các bạn trong cái quá trình mà khi mà các bạn làm mà mới ra như thế này thì cây nó vẫn phải sử dụng cái dinh dưỡng chứ lấy dinh dưỡng ở đâu mà nó um, ăn được mọi người và đặc biệt là trên chậu nữa trên cái môi trường chậu như thế này chỉ có cháu nè khi mà trồng ta cháu qua sơ dừa không à đó thì cháu qua sơ dừa ở đây là không phải là cái thức ăn cho cây mà nó chỉ là một cái chất đẹp nó chắc ra uh, rễ để làm cho cái rễ nó ăn vô thôi và người ta xử lý phân còn trồng với đất thì mình không có nói ha nhưng mà ở đây thì chỉ có cháu với sơ dừa đó rồi uh, ngoài ra thì chả có vấn đề gì không có cái gì khác hết cho nên là cháu và cái sơ dừa nó chỉ là cái chất trồng chất đẹp để mà nó gây làm cho ra rễ nó nuôi cây để nó giữ ẩm cho cây và nó khi mà tưới phân vô thì nó cung cấp cái phân đó cho cây nè đó, đó. thì ẩm tưới thì cái quá trình mà khi mà tưới mà cái thằng hoặc là các bạn khi mà các bạn mà gành và phân á, thì các bạn có thể tưới đây họ mình mới vừa phối cái thằng humic uh, cộng với cái thằng uh, mà atonic luôn đó thì cây nó đâu có vấn đề gì đâu mọi người nó phát triển rất là khỏe luôn bò chỉ nè mọi người mới vô phun hả mấy thấy chỉ này nè đó thấy không mọi người thì khi mà có thằng quạt atorit và cái um, dinh dưỡng vô thì cây nó bắt đầu nó sẽ là có chắc rồi nó làm cho cành nhánh đầu nó phát triển mạnh lên nó thấy không mọi người đây là cái cây nguyên ghép đều hết rồi đó rất là khỏe rất là tuyệt vời để những cái lá như thế này thì mình lặt bỏ mọi người tại thảo mình ghép lặt lặt ngược lại rồi cây nó tự động nè chết rồi nè mọi người thấy không tự động nó lặt um, lật lên lại à nó thì nhìn coi bộ lá nó phát triển thế này rất là khỏe mọi người đâu có vấn đề gì đâu à tôi biết cộng với hữu cơ đối với cái mai yếu vẫn được ở mình tưới nguyên một vàng này luôn nè mọi người nó thấy không đây thế nè đây là cây mai cây cây bạch mai này cô chú anh chị em mình nó thấy không đẹp ha rất là đẹp luôn thì nó mới ghép ra thôi còn cây đây nữa nè vẫn phải sử dụng thôi đó rồi quay lại vấn đề cây mà mai túi quý ha rồi mọi người thì quay lại vấn đề mai tứ quý hả mình cũng đã tưới chung với cái nguyên cái vàng cây bên đó thì uh, mình uh, đặc biệt làm cây mai này thôi đi nhiều nó cũng vậy vậy mọi người nữa thì cây mai tứ quý này thì uh, mình cũng đã tưới hôn mít cộng với hữu cơ là cái chuyện bình thường mọi người nó ra cơ một cơ hai nhưng mà khi mà lên danh chậu á thì mình phải sử dụng phân nhiều ha mình phải sử dụng phân cho nó ăn đúng uh, liều lượng hoặc là định kỳ thì cây nó mới phát triển khỏe nó sung lá nó to dày và nó đẹp thì cái này á lá nè mọi người khi mà đi mà cái thằng hữu cơ á thì nhiều á thì lá nó có hiện tượng lại là nó mềm nó nó mềm nó không có giống như thằng lăng khi mà các bạn đi thằng lăng thì lá nó mới dày nè đây nó là mà mọi người đây là một cây mai phôi chỉ chưa có xài chỉ có xài là hữu cơ tưới chung với cái đợt như dưới thằng này thôi nó hữu cơ với cái atonit à, thôi thì cây nó phát triển khỏe dầm nguyên đêm về nắng nhưng mà đối với cái mai này chúng ta cho ăn lăng được nè mọi người thấy không nè đây nè lá nó rất là mỏng nè lá mỏng như thế này thì cái bọn nó mới người nó nó mà tấn công rất là dễ và nó cây hình như là nó không có khá khá được nhiều nè nhẹ 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 nè mọi người thấy không thì cái này có thể phun cái thằng mình cũng đã phun mà cái manh vô rồi mọi người để mà phòng ngừa cái nấm bệnh cho cây rồi còn cái thằng này thì cũng chỉ mới đem ra cũng cỡ Ờ uh, 10 ngày hay gì đó thôi thì bây giờ nó phát triển nè nó mới vừa lú ra thì khi mà mua về với mọi người thì bắt đầu nó ra cái trời là nguyên không có cắt bỏ luôn để vậy luôn cắt rễ rồi bắt đầu xả bầu nhẹ và đem cho dậu chậu trồng thôi. Đó. Rồi bây giờ uh, uh, chia sẻ cô chú chị em mình một cái loại phân mà chắc trong cái thời gian tới và trong cái tuần tới ha. mới tới tầm khoảng chừng 3 bốn ngày nay thì chắc khoảng chừng một tuần nữa thì nguyên sẽ sử dụng cái thằng phân bón lá này. Đó mọi người thấy không? đây ra sọt này giới thiệu cô chú anh chị em mình có thể sử dụng lưng phiên tại sao mình phải sử dụng này thằng này thì bây giờ tại cây mai tứ quý thấy vậy chứ nó chưa có ra gãy nhiều mọi người cái rất là mạnh nhưng mà chưa nó ra gãy nhiều nó bên cạnh xài có hô mít để mà cho nó quạt lên nó phát triển lá cành nhánh chứ đừng có mà mới ghép ra mà cỡ chừng một cơ lá hay gì lá nó ra xanh như thế này mà không cho nó ăn nó đói nha mọi người thì cái lá các bạn phát triển quá mạnh đặc biệt là cái thằng atunis các bạn nên phối định kỳ vô để mà nó làm cho cây nó sung và nó khỏe, nó mới người. đặc biệt cái mùa mưa này là xài rất là ok và cái tế bào của nó bị non, nó không có già nua thì tế bào nó mau lớn hơn. thì trong cái thời gian tới nguyên sẽ tiến hành nguyên sử dụng cái thằng sọt bốn này nè mọi người nó thì nó là cái dòng hữu cơ và nó có cái vô cơ luôn thì cái hai phần vô cơ thì nó cũng rất là tuyệt vời mới nên mới giới thiệu chân cố anh chú cô chú anh chị mình nha, nè mọi người, đó thì cái phần mà đạm là ba phần trăm, lan là một phần trăm, kha, kali là hai phần trăm và hữu cơ bảy phần trăm nè, thấy không? và axit nè, rất là nhiều loại, thì à, nó là ngoài nó kích dễ nè, siêu ra rễ này cô chú anh chị em mình đây ra sọt bốn ha, phân bón hữu cơ sinh học đa lượng, nó đa lượng là anh nào bị ca nãy đó mọi người, nữa thì à, mình à, sẽ tưới à, thường xuyên đối với cây mai mới ghép ra mà các bạn muốn dưỡng thì cái này cái gì mình xài nên nếu mà cái dòng mà mới ghép ra thì như thế này đây thì mình sẽ sử dưỡng thôi mọi người à, cho nó hữu cơ hoặc là những cái dòng như thế này thì các bạn khỏi cần phối gì hết trơn các bạn cứ tưới cái này không thôi hoặc là pha với cái đàn atonic này phối với atonic vẫn được bình thường từng lần và đổi cái phân hữu cơ hữu cơ hữu cơ kia hữu cơ humic còn cái này thì cái thằng tây ca sọt nếu mà các bạn không có thì các bạn cứ sử dụng thằng gót hai gót này tây tây sọt bốn này bình thường gót là rễ nè mọi người ra rễ nha thấy không này hàng của hưu mo. không có gì bằng cãi ha đó thì đó là chia sẻ của chú với chị em mình trong buổi sáng ngày hôm nay về vấn đề tưới à, túi phân thì à, khi mà mới ghép ra hoặc là cây nó ra cơ đọt như cỡ như thế này đây thì chúng ta cho nó ăn phân được mọi người đặc biệt là cái thằng atonit đầu quạt vô và cái à, xài chế độ dinh dưỡng 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 rễ nè để cho nó phát triển dễ mạnh ở trên ở dưới mạnh á thì ở trên tất nhiên là nó sẽ mạnh thôi mọi người cái đó là quy luật tại vì cái cây là cái cái bộ rễ là cái miệng của cái cây khi mà nó bị vấn đề gì đó là nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần bên trên thì nó sẽ biểu hiện qua lá đó lá nó bị này nọ đọt đứng teo tóp đứng đọt rồi mấy người hoặc là những cái mai mà các bạn bị đứng đọt rồi nè thì uh, có thể sử dụng thằng atonit với cái thằng này để mà quạt vô quạt vô tầm khoảng chừng hai lần thôi là nó xì ra lại rồi mấy người nè thấy không đi rất là đẹp luôn á mọi người Vì bên cạnh đó thì chúng ta giữ gợi mà phun cái thằng cái thằng mà mang cô hoặc là những cái loại anh viên là những cái loại dòng cấp 85 hay vậy, những cái dòng mà chị nắm đầu đó mọi người trên thị trường bữa nay nó vừa ra nắm khuẩn đồ rất là cũng tiền vời mọi người thì 24 giờ vậy đó thì rất là hay ha thì mấy anh em có thể mua sử dụng rồi à, cuối lời xin gửi lời chào và cảm ơn cô chú chị mình đã theo dõi cho em cái video này ha